Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Madame Thương Ăn Gì. Một số bạn ở miền ngoài á, tưởng cái cây cần cua đó là cái rau mọc dại không có ăn được, cho nên là chưa có biết cái cách để chế biến nó. Ngày hôm nay Madame sẽ hướng dẫn cho các bạn cách trộn gỏi rau cần cua với thịt bò nha, ngon lắm luôn. Mọc hoang mà mình đem nhổ, mình chía ra mình trồng nè mấy bạn, rất là tốt luôn. Ăn không kịp nè, nó bắt đầu nó có bông rồi, đã già rồi đó. Đây luôn. Madame chào các bạn. Chiều nay Madame sẽ đi cắt cần cua để làm gỏi thịt bò nha. Một dãy cần cua luôn. Ăn sẽ không hết luôn. Ăn thoải mái luôn. Một cây nè. Một cây mà được bao nhiêu rồi đó. Cua này cắt xong rồi mai mốt nó lên lại đó, hai cây nè. Cái này là hơi già chút rồi đó, ba bụi nè, được ba bụi là được một nắm rồi đó. Đây, 10 bụi, quá nhiều luôn, nó mọc chen ở trong rau muống cả nè. Cắt luôn. Đâu vậy hả? Đủ một dĩa rồi. Tự bành nè. Cái bông này mình dục xuống dưới đất đây, cái nó mọc lên tiếp à. Cái này trộn nước sốt mè rang với lại dầu giấm nha mấy bạn.